Sau khi xem qua clip vừa rồi thì có lẽ là quý vị cũng đã đoán ra được nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là ai rồi đúng không ạ? Vâng, một chàng trai trẻ học công nghệ thông tin nhưng lại thành công trong lĩnh vực quay phim. Và đó là chàng trai trẻ Khắc Phú, người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi là Kiều Oanh của Talk Show Mỗi Ngày Một Chuyện. Vâng, chào Khắc Phú, bạn có thể giới thiệu một chút qua bản thân mình được không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình rất là vui khi được có một buổi nói chuyện với chị ngày hôm nay. Em là Nguyễn Khắc Phú, đang là sinh viên năm 2 của khoa công nghệ thông tin trường Cao đẳng Truyền hình. Tôi lại không nghĩ là một chàng trai trẻ với dáng người nhỏ nhắn như bạn lại có thể thành công trong lĩnh vực quay phim mà trong khi bạn đang học ngành công nghệ thông tin đâu ạ. Vậy thì điều gì đã khiến cho bạn chọn ngành công nghệ thông tin trước vậy? Thật ra thì lúc đầu là mình cũng muốn vào trong quay phim. Lúc mà mình bắt đầu mới chọn vào trường thì cũng muốn vào quay phim. Thế nhưng mà bởi vì là cái công việc ở đằng sau hậu kỳ, tức là cái công việc đằng sau ấy, đằng sau ống kính thì lúc nào cũng cảm thấy mình thú vị. Còn cái đam mê quay phim thì từ khi mình học phổ thông rồi. Nên là vừa trong con người mình vừa có quay phim, vừa có một cái công việc làm hậu kỳ đằng sau. Nên là mình đã quyết định chọn vào trong khoa công nghệ thông tin. Bởi vì cũng biết là trong khoa công nghệ thông tin cũng có đào tạo cả quay phim. Thế nên là mình đã chọn vào khoa công nghệ thông tin để học tại trường Cao đẳng Truyền hình. Trong quá trình mà thực hiện niềm đam mê với công nghệ thông tin, đã bao giờ bạn nghĩ là mình sẽ rẽ ngang một chuyên ngành khác chưa? Rẽ ngang thì mình chưa có suy nghĩ đấy. Nhưng mà song song với cả cái khoa công nghệ thông tin thì mình vẫn có cái niềm đam mê, đó là quay phim và chụp ảnh. Từ cái ngày mà mình học cấp 3 ấy, thì mình đã đi chụp ảnh rồi, đã đi chụp ảnh và đi quay phim rồi. Nên là mình đã có cái ước muốn là sau này mình sẽ phải làm một công việc gì đấy mà phải sản xuất được ra phim, phải sản xuất được ra video. Đó. Cũng có nhiều lúc mà mình nghĩ là mình sẽ phải làm một cái gì đấy trên mạng. Cũng có một thời gì đấy mà mình muốn là mình phải làm một cái gì đấy để nổi tiếng. Có thể làm YouTuber hay là làm diễn viên hay là làm cái này làm cái kia. Nhưng mà sau cùng khi mà học tại trường thì những cái người mà ở đằng sau ống kính ấy, đằng sau sân khấu hay là đằng sau cái màn ảnh mà tất cả mọi người xem thì lại là những cái người mà rất là nhiệt huyết, rất là đam mê. Mặc dù tất cả mọi người khán giả xem không biết là người đằng sau sân khấu là ai, không biết anh quay phim là ai, không biết người đã xử lý, dựng hay là kỹ xảo là ai, nhưng mà những người đấy vẫn tận tụy, vẫn hết sức đam mê và hết sức nhiệt tình với cả công việc. Nên là mình rất là cảm thấy trân trọng cái điều mà những người mà làm công việc như vậy. Nên là mình đã quyết định là làm cái công việc là mình, một là phải quay phim, hai là làm dựng sau sân khấu. Còn hướng dễ về hướng, trở lại câu hỏi của chị là dễ để theo một cái hướng khác thì chưa có. Nhưng mà đam mê thì vẫn có, cả quay phim và quay phim chụp ảnh và cả dựng hậu kỳ đằng sau. Đang học công nghệ thông tin mà bạn lại chuyển sang với ngành quay phim thì bạn có gặp phải những cái khó khăn như thế nào và ai đã là người giúp đỡ khiến cho bạn có thể đạt được thành công như ngày hôm nay? Vâng. Đúng là thực ra thì nói là mình chuyển sang quay phim và thành công thì cũng hơi thái quá một chút, bởi vì là mình chuyển thì cũng mới chỉ được nửa năm thôi, mình làm công việc quay phim và chụp ảnh cũng mới được có nửa năm thôi chứ không được nhiều. Còn khó khăn thì cái khó khăn lớn nhất mà mình gặp phải đó là kiến thức, bởi vì mình không biết làm thế nào để có thể chiều lòng hết khách hàng lúc mà mình mới bước vào ấy. Không biết làm cách nào để chiều lòng hết khách hàng. Có những khách hàng xem một cái bức hình hay là xem những bức ảnh ở một cái gọi là cái job mình chụp ấy, có những người khen, có thể là khen lấy khen để ô xem chụp đẹp thế, sao em chụp lại sáng tạo thế này thế kia thế, nhưng mà có những khách thì lại chơi một cách thẳng thừng luôn, màu miếc thế này không được, sao em chụp nó có những bức nó lại rung tay, bởi vì là bắn sự kiện thì lúc nào như các bạn biết là mình cũng phải nhanh để mình cướp với những khoảnh khắc, vậy là những tấm ảnh không thể nào mà có thể chuẩn được. Đúng rồi thì mình mới có những bức ảnh nó lỗi chẳng hạn, thì người ta sẵn sàng người ta chơi thẳng thừng, thì lúc đấy cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nên là mình có những lúc mình nghĩ là sao lại có thể khó khăn đến thế, mình không thể nào mà chiều lòng hết được tất cả mọi người, mình chụp cho người này vừa lòng nhưng người kia lại không thích ảnh mình chụp. Thì có những cái thời gian mình nghĩ là có khi nào mình cứ chụp họ cứ chơi như thế này thì mình có khi nào mình đang đam mê sai không, đang cái khả năng của mình đang không có không, cái kiểu như vậy. Nên là mình đấy là cái khó khăn lớn nhất. Thế thì sau đấy thì mình mới gặp được rất là nhiều các anh quay phim, bởi vì là mình đi ấy, thì họ có thể là họ người này chỉ là
khách mời thôi, đến tham dự buổi tiệc thế. Ơ chú làm quay phim chụp ảnh à? Ừ anh cũng làm đây. Thế là có gì anh em lại đi giao lưu, lại cà phê, lại bắt đầu quen biết nhau từ đấy. Và đấy là ví dụ như đấy là ví dụ là một mối quan hệ nhé. Hoặc có những mối quan hệ là mình chỉ đơn giản là mình đi sửa cái này sửa cái kia thì gặp họ, thì đấy như là cũng là những cái mối quan hệ để mình biết là họ quay phim chụp ảnh và chính những người đấy giống như là những người đồng nghiệp mà trao đổi kinh nghiệm với nhau đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chính những cái người đấy lại nói chuyện với mình và những người đấy là anh em mà rất là thân thiết để có thể trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau là chú phải chụp như thế này để cho bức hình nó đẹp hơn, nó rộng, nó thoáng hơn khi chụp sự kiện chẳng hạn. Đó thì mình học hỏi kinh nghiệm từ những cái anh đấy. Bạn có bao giờ cảm thấy rằng là mình quá tham lam khi mà vừa học công nghệ thông tin mà lại đá sang cả ngành quay phim không? Không có gì gọi là nói quá, nhưng mà mình nói thật là mình từ trước đến nay là mình đã muốn là mình phải như thế này như thế kia, nhưng mà sau đấy thì có những người khuyên mình là chỉ nên chọn một trong hai. Giả sử là con nên chọn quay phim chụp ảnh, hoặc con theo về cái hướng là con dựng đằng sau hậu kỳ, con chuyên về một cái sẽ tốt hơn. Đó là những người trong gia đình. Còn những người bên ngoài, bạn bè hay là anh chị em mà bạn bè đồng, mọi người thì cũng lại có ý kiến trái chiều là bây giờ một nghề sống một nghề không đủ ăn đâu là phải đi làm cái này làm cái kia cơ thì mới có cái để mà ăn đấy. Thế là mình cũng đắn đo phân vân. Có những thời gian mình có đi làm thiết kế, cũng kiếm tiền từ thiết kế, cũng đi dựng intro, cũng đi làm những cái gọi là về kỹ xảo. Rồi là có những thời gian là mình cũng dựng đằng sau, dựng video. Thì bây giờ thì lại đi là quay phim chụp ảnh. thì vẫn phải nói là mình cũng hơi tham lam. Thế nhưng mà vẫn muốn theo về một cái gì đấy, đó là mình phải chọn một con đường, đó là mở một cửa hiệu ảnh để có thể phục vụ cái công việc của mình, là vừa có thể làm này vừa có thể làm cái kia và đáp ứng được nhu cầu tất cả các khách hàng. Người ta thì thường nói là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Mình thấy bạn đang đá sang quá là nhiều ngành như vậy, thì bạn có cho rằng như vậy thì nó sẽ không phát triển được hết cái khả năng của mình không? Vâng, cũng không thể phủ nhận cái điều mà chị nói, bởi vì là mình chỉ nên chọn một trong những cái mà mình muốn thôi. Đương nhiên là đến mình thì vẫn có những cái ước mơ là sau này mình sẽ phải như thế này như thế kia, vẫn muốn là có thể là trở thành một cái người như thế này để có thể quản lý nhân sự, quản lý thế này quản lý thế kia, thì chắc chắn là ai cũng có những cái tham vọng. Mình vẫn muốn biết mỗi thứ một chút để có thể sẵn sàng khi mà công việc họ cần mình có thể đáp ứng được họ. Chứ giả sử bây giờ bảo anh quay phim, anh chụp ảnh, nhưng em chỉ quay thôi, em không xử lý được ảnh, không xử lý được video, thế thì cũng không làm được. Quay chương trình cho người ta, giả sử như là mở cái studio đấy chẳng hạn, xử lý chương trình cho người ta mà người ta cần intro chẳng hạn, mình không làm được thì cũng là thành dở cho người ta lại phải đi thuê người khác chẳng hạn. Thì mình vẫn muốn tìm hiểu những cái gọi là mình chỉ cần một chút thôi để có thể đáp ứng nhu cầu cho họ. Mình thì mình nghĩ là với cái thành công hiện tại của bạn bây giờ, có lẽ nhiều bạn trẻ nhìn vào cũng đang rất là ganh tị muốn được như bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình để có thể đạt được những cái thành công như ngày hôm nay không ạ? Mình thì cũng không gọi là quá thành công, bởi vì chỉ là ở mức công việc là ở mức ổn định. Mặc dù đang là sinh viên, mình cũng khó khăn trong cái việc cân bằng giữa việc học và việc làm. Nhưng mà kinh nghiệm thì cũng không có nhiều đâu, bởi vì mình cũng mới làm. Chủ yếu là mình đam mê và mình muốn gọi là, tức là tuổi trẻ đấy, thì kiểu như là mình còn trẻ là mình cứ muốn xông pha cái này, muốn xông pha cái kia, chứ không phải là quá anh có quá giỏi để anh có thể mở được ra cái này, mở ra cái kia. Bởi vì để mở được như thế, để có được công việc như thế cũng cần rất nhiều sự giúp đỡ của tất cả mọi người, từ bạn bè, người thân và đặc biệt là bố mẹ. Vâng, và người ta thì hay nói rằng là hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Mình nghĩ là những thành công mà bạn đạt được trong ngày hôm nay là đều nhờ sự hy sinh, cố gắng và niềm đam mê của bạn. Cảm ơn Khắc Phú đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.